Hi, chào anh em. Xin chào anh em đến với kênh Sài Gòn Retro Vlog. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cái sản phẩm tiếp theo của bên mình. Bên mình đang làm cái bảng này. Bảng hiệu Sài Gòn xưa theo phong cách retro. Thì bảng này sẽ được ráp tại Bình Dương. Địa chỉ là 159 khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương. Có số điện thoại. Bảng này cũng là một bảng rất đẹp, theo mình đánh giá rất đẹp. Thì hôm nay là ngày 20 tháng 5 2020. Thì bảng cũng vừa mới hoàn thành. Tác phẩm vừa mới hoàn thành thì tiền đây thì trời đang nắng to, cho nên mình đang phơi khô nó, tại vì khách cũng cần gấp để khai trương. Thì mình đang quá trình phơi khô, thì anh em cùng chiêm ngưỡng sản phẩm và tác phẩm kỳ tác của bên Thuyền Retro. Anh em thấy ok thì anh em có thể chia sẻ like và comment, cũng như là liên hệ để tư vấn. Thuyền Retro, số điện thoại 0987 800 556. Xin chào anh em. Bây giờ mình sẽ cho anh em xem chi tiết cái bảng hiệu này nhé. Và anh em thấy đẹp thì anh em có thể like YouTube của bên mình, YouTube và Sài Gòn Retro. Đây, anh xem cái tên tiệm là tiệm cà phê ba mối, mai mối, chuyên gia mai mối cà phê. Đấy, em cũng xem nha. Anh em xem cái địa chỉ rồi, nếu có gì thì anh em ghé bà này, cô em mai mối, chuyên mai mối khá là đẹp gái. Rồi, đấy nha, địa chỉ 159 khu phố Đông Ba, phường Bình Hòa, Thuận An, Bình Dương. Số điện thoại 0902 343 424. Facebook là Mối Lương. Facebook Mối Lương. Rồi. Đây. Cái tác phẩm bên mình là được vẽ hoàn toàn bằng tay nha. Vẽ hoàn toàn bằng tay nha. Thì nó có thể có những cái sự vùng vê một xíu, thì đó cũng là một cái nét riêng của bên mình. Rồi anh em xem nha. Thực ra giờ đúng là cái bước cuối cùng, nhưng mà không biết là nó có kịp cô để giao cho khách vào hôm nay không, tại vì ngày mai là khách đã khai trương tiệm cà phê bên đó rồi. Thì rất mong là nó nhanh khô để mình đi. Rồi, anh em cùng chiêm ngưỡng nha. Thì sở dĩ thiên trả trên này thì để thứ nhất là ở cái khâu vận chuyển á. Đấy. Tiền tiêu trên mình nói luôn. Cái này mình được làm bằng tôn nha, loại tôn dày nhất. Cái ưu điểm của nó là để chống mo, hay là chống nó bị bồng bềnh khi mà mình bắt lên bảng. Nhược điểm thì nó hơi nặng. Rồi, anh em xem nha. Đó. Thì rất cứng nha, và tôn dày nhất nha, như là 5 gem hay 5.5 gem gì đấy. Thì cái phương pháp thi công thì cũng rất là dễ. Thì bên mình sẽ cuốn tròn lại và chứa bằng xe máy, thì qua bên đó thì mình sẽ hàn khung và làm trực tiếp tại công trình, sau đó là mình sẽ treo lên. Ok, chào anh em nha, hẹn gặp anh em vào một ngày vào một tác phẩm tiếp theo. Tiền thế đây là chiếc Super, cái ba Super của bên mình.
cái xe này cũng là chiến biết bao nhiêu là công trình ở cùng với mình ở khắp Sài Gòn. Rồi, cảm ơn anh em. Xin chào.